Hello, xin chào bà con, chào đại gia đình ngày mới vui vẻ nha. Ố la la, rồi clip ngày hôm nay Sơn Sàm mà nói về vấn đề của sư Thích Minh Tuệ. Đó, thật ra là sư Thích Minh Tuệ đang gặp nguy hiểm nha quý vị. Đó, gặp nguy hiểm ở đây là gì? Đó, không phải là cái vấn đề phát ngôn của chị Phương Hằng quý vị. Xin nhấn mạnh nha. Đó, rất là nhiều fan của thầy Thích Minh Tuệ cho rằng những người fan của chị Hằng đó đang tìm cách công kích thầy Thích Minh Tuệ, nhưng không nha quý vị. Đây là một cái chiêu thức mượn gió bẻ măng rất là độc nha quý vị, cực kỳ độc. Đó, Sơn Sàm xin nhấn mạnh lại cho tất cả quý vị nha. Hầu như 90% những người nào fan chị Hằng đều là fan của thầy Thích Minh Tuệ cả, 99% nha. Đó, fan của chị Hằng cũng đều là fan của Thích Minh Tuệ, tại vì người ta yêu mến cái chân lý, yêu mến những cái lẽ phải trong cuộc sống nha. Đó, và những cái đám bây giờ quay qua công kích ông Thích Minh Tuệ là ai? Đó, chắc chắn là chúng thanh niên. À, cái đám mà nó hết lòng nó bảo vệ cho thầy của nó đó quý vị. Đó, quý vị có nhớ là khi mà ông Minh Tuệ ông xuất hiện chỉ vì một cái câu nói là thằng ba trợn mà thầy của nó đã mất hết sự nghiệp không? Thầy của nó đã tiêu tan tất cả mọi thứ và đến bây giờ đã lụng bại rồi ha, chết lâm sàng luôn rồi. Đó, cho nên nhân cái sự việc mà chị Phương Hằng nhắc đến sư Minh Tuệ chỉ là một câu nói băng quơ chưa có khẳng định gì hết, nhưng mà ngay lập tức rất là nhiều đó, nó qua nó công kích chị Hằng rồi nó quay qua nó công kích ông Minh Tuệ. Đây là cái dịp để tụi nó trỗi dậy. Quý vị nên nhớ 53 đạo tràng nha quý vị. 53 đạo tràng đó. Và mới đây nhất, đây tôi chia sẻ cho quý vị luôn một cái gương mặt thân quen, một cái gương mặt mà gọi là kinh điển luôn trong mấy ngày hôm nay. Đó là cái con Miễn. Cái con Miễn này nha, cái con Miễn này nó ở đâu, nước ngoài, Nhật Bản hay Hàn Quốc gì đó quý vị nha. Nó lên bài và nó liên tục nó đưa ra những cái bằng chứng là ông Minh Tuệ cấu kết người này, cấu kết người kia, là của tổ chức này, tổ chức kia nha quý vị. À, rất là nhiều cái luận điệu y chang như chúng thanh niên cái thời mà khi mà cô Phương Hằng chưa có về đó quý vị ha. Ai da da, nhiều người cứ nghĩ là à, chắc con này là fan của bà Hằng, nó quay qua nó tấn công. Nhưng mà quý vị khoan đã nha. Nhìn lại đi, lật lại đi, lật lại quá khứ đi. Đó, bây giờ con này á là nó xóa hết những cái bài về ông Thích Chân Quang rồi nha. Đó, và bây giờ chúng ta nghe qua một cái sự phân tích cực kỳ sâu sắc của một cái cô gái này. Cô gái này là một cái người mà theo dõi rất là kỹ cái drama của ông Thích Chân Quang từ ngày mà ông Minh Tuệ xuất hiện nha, để nói về cái con Lê Thị Miễn này nha quý vị. Ok, đi lên trên mạng nghe, ai không nghe lại đi nghe cái con Lê Thị Miễn. Trong nguyên tắc làm truyền thông, đáng ra là mình sẽ không bao giờ thèm nhắc tới những con mà flop và ít follow hơn mình. Nhưng mà bởi vì mình thấy mình phải có trách nhiệm thông tin đa chiều hơn cho những anh chị nào mới biết tới con này thông qua cái câu chuyện mấy ngày gần đây. Các anh chị lên trên mạng xã hội, các anh chị phải rất cẩn thận với một vấn đề, đó là sự thật ảo tưởng. Sự thật ảo tưởng là gì? Đó là một thứ mà cái kẻ nói ra nó nói giống như là một sự thật hiển nhiên, nhưng thực tế ra đó là một cái loại ảo tưởng mà chúng cố gắng xây dựng để nhồi nhét thông tin vào trong đầu của chúng ta. Và khi nghe bất cứ thông tin từ một kẻ nào đấy, một quan điểm của một người nào đấy đưa ra, thì các anh chị phải xem xét lại cả một quá trình trước đây, cái hệ tư tưởng của kẻ đó là ai, trình độ văn hóa của nó là gì, nó xuất thân ở đâu ra. Mới chỉ cách đây có 4-5 tháng thôi, những người mà theo đuổi vụ việc của ông Thích Chân Quang như tôi, tất cả mọi người đều biết rõ Lê Thị Miễn là ai. Nó là một trong những con tích cực nhất trong việc đi tuyên truyền và bênh vực cho Thích Chân Quang. Một lão sàn tăng, bằng cấp thì nhập nhà nhập nhèm, chuyên môn trình độ lý luận thì không có, suốt ngày đi giảng về luật nhân quả liên tha liên thiên không có logic, đi lấn chiếm đất rừng phòng hộ của nhân dân quốc gia, không ngừng vơ vét tiền bạc đất đai của Phật tử để chuyển làm của riêng. Hành vi của nó đã rõ mười mươi như thế rồi, thế mà con Lê Thị Miễn này nó vẫn bảo là ông này bị bọn tổ chức phản động nó vu oan cho, muốn phá hoại hình ảnh của ông này để phá hoại Phật pháp. Những ngày mà Thích Chân Quang bị cả xã hội lên án, con Lê Thị Miễn này là một trong những đứa tích cực để bênh vực và ca ngợi ông Thích Chân Quang nhiều nhất. Nó còn làm cả video để nó chửi cả phó giám đốc Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh khi mà ông này ký vào văn bản nói là Thích Chân Quang chưa có bằng cấp 3. Thế thì mọi người đã hình dung ra cái vấn đề ở bên trong cái não bộ của con này chưa? Tôi hỏi Lê Thị Miễn này, những cái video ngày xưa mày tung hô, mày bênh vực cho Thích Chân Quang đâu hết rồi? Sao mày lại phải ẩn đi hết như thế? Mà tao lướt thử một lần cái kênh của mày hiện tại, mày ẩn hết những bài về Thích Chân Quang đi rồi. Còn Thích Pháp Hòa mày cũng chửi, Thích Minh Đạo mày cũng chửi, mày chửi nhiệt tình nhất là chửi ông Thích Minh Tuệ. Thế mày thử nói cho tao xem là cái tiêu chuẩn là bậc chân tu của mày là ai? Mày kể ra tao nghe xem nào. Và đây là lời nhắn gửi của em dành cho những anh chị nào đang nghĩ rằng con Lê Thị Miễn là một đứa trung lập,
thì các anh chị nhầm rồi. Và con này những lời nó nói ra chính là luận điệu mà bọn chúng thanh niên trước đây đã sử dụng để nói về ông Thích Minh Tuệ. Cho tới bây giờ khi có phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng, nó bắt đầu chúng nó lại trỗi dậy để chúng nó hùa theo. Mục tiêu của chúng nó là trả thù, bởi vì ông Thích Minh Tuệ là người đã làm cho thầy của chúng nó bị mất hết sự nghiệp. Và ông Thích Minh Tuệ đã ẩn tu rồi, ông ấy không sử dụng mạng xã hội, ông có bị con nào thằng nào chửi thì ông ấy cũng chẳng quan tâm. Chỉ có những người đang sống trong xã hội như chúng mình này này, nhìn thấy mấy con mấy thằng chướng tai gai mắt thì mình nói lại nó thôi. Mọi người có quyền yêu và ghét ông Thích Minh Tuệ, đó là quyền cá nhân của mỗi người. Và mình cũng không có nhu cầu thuyết phục mọi người là hãy yêu mến ông Thích Minh Tuệ đi. Mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn một góc nhìn để các bạn biết cái thông tin mà con Lê Thị Miển nói ra nó có đáng tin cậy hay không. Một đứa đã từng là kẻ ca tụng Thích Chân Quang như là một bậc chân tu, thì những lời nó nói đối với quan điểm của mình không có một gram uy tín nào hết. Rồi, quý vị thấy chưa? Cực kỳ nguy hiểm không? Đó, cho nên tất cả những ai là fan của sư Minh Tuệ, những ai là fan của cô Phương Hằng, chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta cứ chờ, cứ đợi nha. Đó, tại vì sao? Tại vì sao? Đây là hai người gọi là hai người là đem đến những cái ánh sáng mà gọi là hiếm hoi cho cái xã hội bây giờ nha, quá nhiễu nhương nha quý vị. Đó, cho nên á, tụi nó tìm mọi cách để nó triệt hạ. Cô Phương Hằng cũng quá nhiều kẻ thù và sư Minh Tuệ cũng quá nhiều kẻ thù nha quý vị. Đó, cô Phương Hằng thì đụng cái này, đụng cái kia, đó, đá đổ rất là nhiều chén cơm của nhiều người. Đó, và sư Minh Tuệ cũng thế, sự xuất hiện của ông đã làm cho người ta ngộ ra rất là nhiều điều, và đặc biệt là xàm tăng ma tăng nó thất thu nha, tiền cúng dường là cũng không còn như lúc trước nữa. Cho nên tụi nó liên tục nó chống phá mấy ngày hôm nay nha quý vị. Sơn Sàm rất là lo lắng luôn. Đó, câu chuyện của chị Phương Hằng thì chúng ta cứ chờ đợi từ từ. Tôi cam kết với quý vị có nhiều vấn đề hấp dẫn lắm. Không ngẫu nhiên mà khi mà chị Hằng tuyên bố cái vấn đề mà ông Thích Minh Tuệ dư luận dậy sóng là báo công an đã ra một cái bài liền ha. Báo công an đã ra một cái bài để ổn định tâm lý của quý vị mình nha. Đó, rằng là cái drama của sư Minh Tuệ nó không đơn giản như mọi người nghĩ. Chúng ta cứ chờ đợi cái sự phân tích của chị, chờ đợi những cái gì mà chị sắp vạch mặt cho quý vị xem nha. Không có cái chuyện mà chị Hằng đi công kích cá nhân sư Minh Tuệ. Đó, chúng ta thấy không? Đó, và bây giờ chúng ta nghĩ lại đi. 53 cái đạo tràng mà từ ngày mà chị Hằng chưa xuất hiện, chị Hằng chưa có được về đó, là nó đã liên tục nó lên bài. Đó, nó đòi làm cái này, nó đòi làm cái kia nha quý vị. Đó, để nó chiến đấu hết mình cho thầy của nó. À, nó khủng khiếp lắm. Quay qua cái drama của cái ông Chân Quang thì nó kinh khủng lắm quý vị, rất kinh khủng nha. Đó, nó còn khủng khiếp hơn cả cái chuyện của chị Hằng nữa kìa. Đó, cho nên bình tĩnh bà con, bình tĩnh, bây giờ không ấy là chúng ta sẽ bị mắc mưu. À, chúng ta sẽ bị mắc mưu, và hai cái nhân vật mà làm cho chúng ta gọi là ngộ ra nhiều điều đó là chị Hằng với lại sư Minh Tuệ đó, bây giờ là đang là mục tiêu của rất là nhiều hướng. À, quý vị nên nhớ bây giờ là tụi nó đang là cái cơ hội mà nó mượn bên phe ông Minh Tuệ nó dập chị Hằng, rồi nó mượn bên phe chị Hằng nó dập ông Minh Tuệ, đúng không? Tụi nó ngồi chính giữa, ngư ông đắc lợi nha. À, cứ bên chị Hằng á, bên chị Hằng nghĩ là à, thì ra đây là bên fan của ông Minh Tuệ, rồi bên ông Minh Tuệ thì nghĩ là à, đây là bên fan của chị Hằng. Thực ra chính là tụi nó quý vị, chính là tụi nó chứ không có ai hết nha. Đó, cứ bình tĩnh đi. Trời ơi. Hay à, quý vị thấy tôi phân tích đúng không quý vị? Nha, quý vị phân tích đúng thì bình luận bên dưới nha, comment cho tôi nha. Đó, còn chị Hằng á, khi mà nói ra cái gì á, đó, quý vị yên tâm, không ngẫu nhiên mà chị đi nói quơ hay là nói cái gì mà không chị gọi là chị không có rõ đâu. À, có cái gì đó mà gọi là chị đã cầm chắc trong tay rồi thì chị mới mé mé như thế đó quý vị nha. Đó, tại vì lần này á là chị cũng cảnh giác, chị cũng đã rút kinh nghiệm rồi, cho nên chị hé hé từ từ thôi. Chứ gặp như cái lần đầu á, gặp như cái lần đầu á là chị đã nói toạc ra rồi nha. Đó, cho nên chúng ta cứ chờ đợi chị đi, chúng ta hy vọng nha. Không có trật đi đâu hết trơn á, không có trật đi đâu hết trơn á. Đặc biệt là Sơn Sàm xin nhấn mạnh lại một lần nữa, 90% những ai fan của chị Hằng đều là fan của sư Minh Tuệ. Không có cái chuyện là người này tấn công người kia, tấn công người lại đâu, không có đâu quý vị nha. Chỉ có cái đám kia nó nằm chính giữa thôi. Đó, bình tĩnh, tỉnh táo lên bà con ơi, tỉnh táo bà con ơi. Ok, rồi cuối video clip thì tôi xin gửi đến quý vị những sản phẩm sức khỏe và làm đẹp của Sơn Sàm nha, những sản phẩm Nhật Bản. Rồi ok, mua hàng ủng hộ em nha, em sẽ liên tục cập nhật và chăm sóc cho quý vị nha. Rồi, cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến một số sản phẩm của Sơn Sàm cho quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Ở trong cái Zalo này tất cả là hàng Nhật nha, tất cả là hàng của Nhật Bản, những sản phẩm về sức khỏe, làm đẹp. Ok, à, thì đây là Sơn Sàm xin giới thiệu cả nhà mình cái nano giải độc gan đây. Giải độc gan, K
các cô chú anh chị nào ăn nhậu rượu bia nhiều đó, gan nhiễm độc à, và đặc biệt là xơ gan, men gan cao, viêm gan B và à, nó hay bị nóng gan đó, nổi mề đay, mụn nhọt đồ các kiểu. Thì đây, cái sản phẩm này nó giúp là hỗ trợ đào thải cái độc tố trong người mình qua con đường nước tiểu và mồ hôi nha. Đó, mình uống cái này vô á, mình uống mình đi tiểu ra, nước tiểu mình rất hôi và mồ hôi của mình rất hôi luôn đó. Sơn Sàm cũng đang uống nha, Sơn Sàm là đi nhậu rất nhiều quý vị đó. Thì cái này á, là gì à, nó giúp đào thải cái độc tố trong gan mình ra ngoài đó ha. Thì một hộp này là có 330 viên, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó. Hộp này uống hơn 2 tháng nha, nano giải độc gan. Uống khoảng 3 hộp thôi là cái gan mình nó sạch trơn luôn quý vị. Rồi, hộp này em bán 3,5 triệu nha, bao triệu 3,5 triệu miễn ship ở Việt Nam. Các anh chị nước ngoài tính thêm phí ship nha quý vị. Đó, rồi tiếp theo là cái dạ dày cô qua đây. Đó, cái này là dạ dày cô qua dành cho các cô chú anh chị mình bị bao tử nha. Đó, đầy hơi nè, ở nóng, ở chua, ăn không tiêu nè, viêm loét dạ dày các kiểu. Rồi, thì một hộp này là 300 viên đó, mỗi ngày thì mình uống 5-6 viên gì, mình uống với nước ấm nha, uống trước khi ăn đó. Cái này là lá tía tô không à, 100% lá tía tô quý vị đó, bảo đảm bao tử là dứt điểm luôn nha. Đó, dạ dày bao tử là dứt điểm luôn, 750 ngàn. Dạ dày cô qua này 750 ngàn nha quý vị đó. Rồi tiếp theo là gì, đây là dành cho các anh chị nào mà làm đẹp nha, nam nữ BD đều dùng được hết. Collagen, đây là collagen à, viên uống bổ sung collagen quay pH Actec. Cái này là bổ sung collagen làm cho da mặt mình càng đẹp nha. Đó, các anh chị nam nữ BD đều dùng được. Đó, uống vô là cái da mặt mình nó căng tràn, láng mịn nè. Đó, hồng hào đồ các kiểu nha. Rồi một hộp này 120 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên. Hộp này uống 2 tháng nha. Hộp này là 2,150 triệu, 2,150 triệu nha cả nhà. Đó, còn rất nhiều sản phẩm nữa. Đây, đây là viên uống giảm mỡ Onaka. À, các cô chú anh chị mình mà thừa cân thừa ký nè, các chị em làm văn phòng đồ nè, đó, làm văn phòng các anh nào ăn nhậu rượu bia nè, đó bị béo á, béo lâu năm mỡ cứng á, thì đây cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó giúp đánh tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm nha. Đó, sau đó mình kết hợp với lại mình vận động và mình có một cái chế độ ăn phù hợp thì nó sẽ rất hiệu quả, giảm cân an toàn nha, không mệt mỏi, không ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là gì, không có tác dụng phụ nha quý vị. Đó, không kiêng cữ gì hết luôn, chỉ cần sau 8 giờ tối các anh chị đừng ăn cho em, sau 8 giờ tối đừng ăn. Rồi một liệu trình là xuống được 6-10 kg nha quý vị. Rồi một hộp này là một liệu trình là 2 tháng, một liệu trình 2 tháng ngày uống 4 viên nha. Rồi liệu trình 2 tháng là 2,6 triệu, 2,6 triệu nha quý vị. Đó, 2,6 triệu. Rồi tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo đây. Đông trùng hạ thảo này dành cho các anh chị về thận, chuyên về thận nha. Đó, thận yếu, thận hư nè, rồi phế hư nè, rồi tiểu gắt, tiểu đêm nè. Đó, rồi những cái bệnh về thận nè, đó, rối loạn đồ các kiểu đó. Thì cái này là bồi bổ thận nè. Đó, cái này là 180 viên đông trùng hạ thảo của Nhật Bản nha. 180 viên. Đó, cái này là 2,850 triệu, 2,850 triệu nha. Rồi bây giờ sẽ là hai cái siêu phẩm đây, hai cái siêu phẩm sụn cá mập. À, sụn cá mập này thì chuyên về xương khớp nha, chuyên về xương khớp, các anh chị mình bị xương khớp thoái hóa đốt sống cổ nè, thoát vị đĩa đệm nè, thần kinh tọa nè, đó những cái khớp xương nó bị thiếu chất nhờn nè, đó thì đây cái này là cực kỳ hiệu quả luôn, nó hỗ trợ rất tốt. Sụn cá mập 6-1 nha, hộp này 300 viên luôn đó, hộp này cũng uống hơn 2 tháng luôn, 3 tháng gì đó. Rồi 3,750 triệu, 3,750 triệu nha. À, rồi tiếp theo hoạt huyết dưỡng não luôn, hoạt huyết dưỡng não. Các cô chú anh chị mình bị những cái bệnh mà thiếu máu não à, cái này ai cũng bị nha, đứng lên đầu óc mình nó quay vòng đó, hoa mắt, chóng mặt đó, đau vai gáy, tê tay tay chân các kiểu, thiếu máu não. Thì cái gì hoạt huyết dưỡng não Yonosi nè, cái này nó tăng cường oxy lên não đó, bổ não, cải thiện giấc ngủ, rối loạn tiền đình các kiểu nha, cải thiện trí nhớ. À, 300 viên luôn, 3,5 triệu, 3,5 triệu nha, 300 viên. Rồi tiếp theo là gì, GABA hỗ trợ giấc ngủ nha, hỗ trợ giấc ngủ đây quý vị. À, hỗ trợ giấc ngủ các anh chị mà mất ngủ lâu năm à, thì đây cái này là thảo mộc, thảo dược của Nhật Bản đây, viên uống hỗ trợ giấc ngủ, ngủ rất ngon luôn. Rồi hộp này uống 2 tháng, 1,750 triệu, 1,750 triệu. À, viên uống tăng chiều cao dành cho trẻ em à, từ 5-12 tuổi. Một liệu trình là 3 hộp, hỗ trợ về canxi, tăng chiều cao đó, một liệu trình 3 hộp nha, cực kỳ hiệu quả của Nhật Bản luôn. Bon đây, cái này là 1,750 triệu, 1,750 triệu nha. Đó, rồi natto kinase đây, cái này là siêu phẩm này, siêu phẩm này. Đó, các anh chị nào mà gọi là tai biến đột quỵ, những người nào có nguy cơ tai biến đột quỵ cũng như là đã từng bị tai biến đột quỵ rồi ha,
mình uống cái này hàng ngày luôn, uống cái này hàng ngày nha, nó triệt tiêu luôn nguy cơ tai biến đột quỵ nha quý vị. Rồi một hộp này là 300 viên à, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó là cái nguy cơ tai biến đột quỵ nó triệt tiêu luôn ha. Rồi hộp này là 300 viên, 3 triệu 850 Natto Kinase phòng ngừa và điều trị tai biến đột quỵ tốt nhất của Nhật Bản đây. Rồi 3 triệu 850. Rồi còn nữa quý vị, rồi đây là cái nội tiết tố dành cho các chị em phụ nữ nha, dành cho các chị em phụ nữ với BD không dùng được nha. Đó, chị em phụ nữ từ 30 tuổi đổ lên, khi mà cảm thấy trong người mình khó ở nè, rồi bứt rứt khó chịu nè, kinh nguyệt không đều nè, rối loạn nội tiết tố, nóng trong người, nổi mụn nè, đó thì đây, cái này nó giúp cân bằng nội tiết tố, điều hòa kinh nguyệt nè, đó nó làm mát gan nè, đó da dẻ hồng hào nè, đó cân bằng tất cả những cái chỉ số về nội tiết tố phụ nữ nha, rất tốt luôn. Rồi cái này là 1 triệu 150. Rồi tiếp theo là cái miếng giang chân nè, đó miếng giang chân thải độc. Khi mà cơ thể mình mệt là mình cứ tối trước khi đi ngủ á, mình ngâm hai cái bàn chân mình vô trong cái thau nước, nước ấm á, rồi mình lau khô đi, mình dán hai cái miếng dán này vô ha. Mình ngủ tới sáng thì thôi luôn ha. Con người mình nó khỏe re, mình lột ra là hai cái miếng dán này nó đang thui luôn quý vị. Đó, tinh thần mình buổi sáng mình dậy thấy con người mình nó nhẹ nhõm lắm quý vị, rất là khỏe luôn, ngủ rất ngon luôn. Cái này là miếng dán chân thải độc nha. Hộp này 36 miếng. Khi nào mệt dán hai miếng nha quý vị. Rồi, 950 ngàn đồng. Đó, rồi. Và tiếp tục là cái nano trị gút. À, gút này. Nhà nào mà có người thân bị gút, những đầu ngón tay, ngón chân nó sưng rồi đó. Đó. Thì cái này là nano anserin trị gút nè. Nó giúp cân bằng những cái nồng độ uric trong máu cũng như là nó giảm những cơn đau do gút hành hạ nha. Đó, rất là tốt. Mình kết hợp chế độ ăn uống vừa phải nữa thì nó giảm 80-90%. Cái gút này cực kỳ hiệu quả luôn. Hộp này uống 1 tháng 90 viên đây, 2.1 triệu nha, 2.1 triệu. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình vào để tham khảo nha. Đây là sản phẩm của gia đình em chứ không quảng cáo cho ai nha. Đặc biệt hàng bên Sơn Sàm là bao xài, bao đổi, bao trả. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha. Đó, thì ok, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, chúc tất cả quý vị sức khỏe, gặp lại trong video clip sau.